Hello everyone, welcome back to channel. Rất vui được gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Thì video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái thẻ trong phần lắp ráp ha. Đó chính là các cái công cụ trong phần soi copulant và các cái công cụ về ràng buộc tĩnh học ha. Thì đối với các phiên bản NX 12 trở xuống thì nó chỉ có các cái ràng buộc tĩnh học thôi. Được chưa? Còn đối với ràng buộc động học này thì nó sẽ giúp cho bạn nếu bạn ràng buộc đúng chính xác thì cái quá trình mô phỏng chuyển động của bạn nó sẽ rất là dễ dàng. Ok. Thì bài học đầu tiên này mình sẽ tìm hiểu về thẻ Hiner ha. Thì nó cho phép bạn là ràng buộc đồng tâm này và cho bạn rotate một góc theo bàn ray chuột vào này, thấy không? Ràng buộc đồng tâm và cho bạn giới hạn các góc quay của nó hoặc là ràng buộc nó theo một góc. Thì ở video này mình chuẩn bị cho bạn hai cái chủ đề ha. Thì các bạn tải về phần mình để ở phần mô tả bạn tải về và bạn sẽ thực hành cho mình như sau. Đối với cái topic đầu tiên thì bạn add component vào ha. Đối với ở đây bạn tải cái thẻ này về ha. Thì trong này sẽ có hai chủ đề cho mình thực hành, được chưa? Chủ đề đầu tiên bạn sẽ chọn vào phần topic 1 và bạn sẽ đưa chi tiết đầu tiên vào. Thì trong trường hợp này mình sẽ chọn là entry path ha. Cho phép bạn là bạn tích ok này. Được chưa? Yes. Thì cho phép bạn là lúc mà bạn tích vào thẻ này thì entry path thì nó sẽ cho bạn một cái hệ tọa độ và nó sẽ là fix luôn lại cho bạn ha, fix luôn lại cho bạn đối với chi tiết đầu tiên của mình. Thì chi tiết đầu tiên của mình fix lại thì hệ tọa độ mà mình thiết kế nó sẽ trùng với hệ tọa độ mà mình trong môi trường lắp ráp của mình. Chỉ tiếp tục ép vào round này. Mình sẽ đưa chi tiết thứ hai vào. Chi tiết thứ hai thì mình sẽ sử dụng move nó ra ngoài ha. Thích ok này. Được chưa? Ok, khi mà bạn move vào rồi thì nó hiểu là chưa có làm được gì cả. Bạn tích vào đối tượng thứ hai và mình sẽ đổi màu. Bạn nhấn tôi phím Ctrl G trên là phím cho mình. Và mình sẽ đổi màu chi tiết này. Ok. Và bây giờ mình sẽ đi vào lắp ráp ha. Lắp ráp thì bạn sẽ chọn vào Assembly Content. Và mình sẽ chọn vào thẻ Joy or Computer. Được chưa? Bạn chọn vào thẻ đầu tiên. Được chưa? Thì nó có cho bạn hai tùy chọn. Tùy chọn thứ nhất đó chính là phần The First Acid on First Object. Cho bạn phép bạn là đối với cái đối tượng đầu tiên thì bạn phải chọn một cái trục acid và một cái điểm point tương tự acid on second object. Thì đối tượng thứ hai thì bạn phải chọn vào cái vector cũng như là cái điểm point của nó. Thì đối tượng thứ nhất thì mình sẽ chọn vào vector. Các bạn chú ý khi mà mình muốn ràng buộc đồng tâm thì cái vector của mình nó phải là collinear với cái thằng vuông góc với cái đối tượng mà mình cần xoay ha. Ok, mình sẽ chọn vào này. Vector mình sẽ đảo hướng. Point mình sẽ chọn là điểm point đầu ha. Tại vì mình muốn mặt này và mặt này nó tiếp xúc với nhau thì đối với đối tượng thứ nhất thì mình phải chọn là điểm point trên. Và đối với thứ hai mình sẽ chọn là điểm point dưới ha. Tại vì là mình muốn hai điểm point nó trùng nhau luôn. Và nó sẽ là đồng tâm với nhau. Tương tự đối tượng thứ hai mình sẽ chọn vào vector và mình sẽ chọn vào điểm point. Vector thì mình sẽ chọn vào ngược hướng lại ha. Được chưa? Thì có xu hướng là hướng xuống. Rồi bạn chọn vào phần là sau khi mà bạn chọn vào rồi thì bạn sẽ chọn vào phần grid rồi cho phép và tạo một cái khâu tích ok. Ở đây thì cái điểm point vector của mình đang ngược ha, bạn sẽ chọn vào đảo hướng cho mình sẽ chọn lại ha, hướng vector của mình đang bị ngược ha, bạn đảo hướng này chọn tích grid, ok chưa? Đấy, rất đơn giản đúng không ạ? Rồi bạn tích ok. Thì khi mà bạn tích ok rồi thì nó đã là ràng buộc đồng tâm và hai điểm này nó sẽ tiếp xúc với nhau rồi. Nhưng mà cái trường hợp này thì nó đang đang cái phần xoay của mình chưa biết là cái đối tượng của mình là nó đang xoay bao nhiêu thì bạn sẽ chọn vào move component để mình kiểm tra ha. Thấy không? Thì nó đang còn một cái bậc xoay nữa. Thì mình sẽ ràng buộc cái bậc xoay này như thế nào ha. Thì bạn kích nhúc vào trực tiếp và bạn sẽ chọn vào phần thẻ thứ hai, đó chính là thẻ angle, và mình muốn giới hạn nó góc 90 độ thì mình nhập 90 độ, 180 độ nhập 180 độ, 135 độ nhập 35, 135 độ, được chưa? Thì tùy chọn thứ hai cho phép bạn là giới hạn cái góc của nó, được chưa? Thì khi mà bạn chọn vào cái trường hợp là angle này rồi thì khi mà bạn mu thì chắc chắn là trường hợp này nó đã đủ ràng buộc rồi, được chưa? Thì trong một cái hệ tọa độ không gian thì nó đã đủ 6 bậc tự do mà. Thì trong trường hợp này nó đủ ràng buộc rồi thì nó sẽ không xoạc nữa. Còn trong trường hợp bạn muốn là ràng buộc nó nằm trong khoảng từ 0 đến 90 độ thì như thế nào thì bạn kích thước vào ha. Thì bạn sẽ chọn vào cái tùy chọn thứ ba, thì bạn bỏ cái tùy chọn này đi và bạn sẽ chọn vào cái tùy chọn là angle ha. Và bạn sẽ tích vào hai thẻ này, chưa? Thì bạn bỏ cái tùy chọn angle này đi, bạn chọn vào thẻ angle limit cho phép giới hạn góc xoay của mình. Thì mình muốn upper góc quay là 180 độ, còn góc lớn và góc nhỏ mình lower
nó giống upper, nó giống như higher, cao và thấp. Lower là gốc thấp nhất của nó, thì thấp thấp nhất là 0 độ và cao nhất là 130 độ chẳng hạn, tích ok. Bạn nhấn F8 thì bạn phí, được chưa? Bạn sẽ chọn vào move component. Thì khi trong trường hợp mà bạn chọn vào angle limit thì nó cho phép bạn xoay trong góc là 0 đến 135 độ, được chưa? Nó rất là đơn giản đúng không ạ? Thì bạn chú ý là trong trường hợp này bạn giới hạn góc quay này thì nó rất là hay trong các khâu khớp bản đều của mình, được chưa? Đó là cái gì chọn angle limit, được chưa? Thì trong phần setting này nó cho bạn một số cái tùy chọn, mình cũng giới thiệu sơ qua ha, một số cái tùy chọn cài đặt. Các cái tùy chọn trong phần user component và OT cho phép bạn sử dụng các cái thành phần trong thuộc tính component của nó, là apply sử dụng luôn cái tùy chọn giờ của người dùng, được chưa? Thì dynamic round positioning cho phép bạn là định vị động của nó ha. Còn sortable là các cái liên kết ha, khi mà mình tích vào lên tích vào ha. Move curve and routing object cho phép bạn là di chuyển các cái đường cong ha, khớp và các đường cong, dịch mu là di chuyển và di chuyển đường cong và các cái đối tượng định tuyến của nó ha. Routing là các đường, được chưa? Dynamic object routing solid cho phép bạn là cập nhật các động học và chất điểm của nó ha. Còn phần enable này thì nó cũng khá là đơn giản, rồi chế độ hiển thị các cái ràng buộc của mình thôi. Thì bạn nên tích hết vào ha, các cái tùy chọn ràng buộc khi mà bạn chọn vào assembly constraint thì nó sẽ hiện cho bạn ha. Rồi tích ok. Đó là các cái thông số trong phần này ha. Mình đi vào thực hành đối với topic thứ hai. Topic thứ hai mình sẽ thực hành ha, mình sẽ chọn vào new. Giả nếu bạn thực hành nhiều thì bạn sẽ hiểu ha. Rồi bạn chọn assembly, chọn s component, s in component, chọn round, đưa cái hai vào, mình đưa với bay vào, tích ok luôn này. Đối với từ đầu tiên thì các bạn nên tích vào ha, nó tự động mặc định là ràng buộc lại luôn cho bạn, được chưa? Tiếp tục mình sẽ đưa cái s này, chọn round, chọn đối tượng thứ hai. Đây mình sẽ chọn làm mu component ha. Tương tự như thế này, mình muốn là từ 0 đến 135 độ chẳng hạn thì bạn cũng làm tương tự ha. Chứ trong trường hợp đầu tiên này, chọn vector này. Này ha. Point thì mình sẽ chọn vào point thấy không? Vector point này, mình tiếp tục. Tại vị trí này ha. Vị trí này. Okay, ok, sau đó bạn đấy delete lại cho mình ha. Nên F8 này. Rồi, sẽ tiếp tục vào này. Sẽ chọn vào phần limit angle này. Ví dụ như mình muốn là 135 độ. Ở đâu? 80 độ thôi. Mình đâu? Âm 80 độ ha. 80 độ đi ha. 80 độ mình sẽ revert thứ nữa. 80 độ đi, được chưa? Rồi, thì bây giờ mình muốn là giới hạn nó ha. Ok. Ok. Rồi tiếp tục mình sẽ đưa cái bay kia vào ha. Hết. Round. Bịt cái thằng này lại ha. Bung này. Xoay. Xoay 90 độ đi ha. Bước vào đây. Ok này. Assembly constraint này, chọn là đồng tâm, hai điểm này đồng tâm này. Đồng tâm thì mình sẽ chọn vào tour line, chọn vào phần là inter center này. Và ship này. Rất dễ thôi. Hát ráp trong x thì nó khá là nhanh đấy. Ok, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ chọn là phơ tua tóc hoặc là ấy đều được ha. Rất là nhiều các cái kiểu thì chọn cho bạn chọn. Đây là một trong nhau. Rất dễ, xong. Chọn category phối màu. Okay. Trong suốt lên. Rồi thì bây giờ mình chỉ việc là sau n2 này, view này, sau n2 component này, acid cộng trang trong thân. Ok. Sau n2 hai cái acid cộng trang
Rồi, chưa? Tiếp tục là mình sẽ kiểm tra cái ràng buộc của mình. Kiểm tra bằng cách chọn là Clearing, chọn New Set này. New Set ha, chọn đặt tên cho cái set của mình và chọn Commanding, All Commanding. Ok. Xem nó có bị cấn cả gì không ha. Ở đây phần Clearing Set 1, mình đã set cho nó Vision 1. Không có ràng buộc, không có cái sự giao nhau ha. Đây. Ok, đã xong. Tất nhiên. Đâu mà kiểm tra lại ha, bỏ hàng ngang cầu đi ha, đi chưa bỏ khi mà bạn làm được đúng như thế này sang môi trường mô phỏng chuyển động thì nó rất là nhanh ha, theo lắp ráp như thế này thì mình kiểm tra được là ví dụ như nó nằm trong khoảng nào thì ok và tôi yêu nhất thế nào đó. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thực hiện thành công.